Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy NC đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan với Chobi 2 nha. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để lại cho mình một like nhé. Và nếu video được 500 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của tựa game đó chính là Plan với Chobi 2. Và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình là channel Mr. Thành ở đây để anh em xem thêm những cái video mới nhất về Shadowfire 2, về Tiny Greater và rất nhiều tựa game khác nữa. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? À, đây này, sẽ có một cái gì đó đây. Sự kiện đó chính là Stay Home Plan Together, có nghĩa là chúng ta nên ở nhà trong thời gian này để chơi Plan với Zombie 2 để tránh cái dịch bệnh Corona. Đây là cái cây cây chữa bệnh đây. Ha, à, cái cây nha đam chữa bệnh anh em ạ. Thảo nào nó cho chúng ta một ít mảnh. Đấy, với cái cây gì đây? Với cái cây nổ à? Collect. Mỗi một ngày. À, có nghĩa là 10 15 ngày nó sẽ tặng mình đủ cái cây aloe này để mở khóa chết mỡ. Như vậy là mình không vào mấy ngày hôm nay không vào thì không biết là như thế nào. Vỡ mồm rồi. Mình một ngày mình không vào rồi, cái chữa bệnh này nó không cho chữa bệnh thì làm thế nào ta? Hay thật, đã có cả sự kiện liên quan đến cây chữa bệnh này chứ. Tuyệt vời, tuyệt phẩm đấy anh em ạ. Quá đã luôn đấy chứ. Mỗi ngày là sẽ được 10 mảnh, 15 ngày sẽ là 150 mảnh nha anh em. Hay ghê. Hình như đây là của Plan vs Zombie của Việt Nam phải. Tại sao họ biết 15 ngày nhỉ? Mà lại bắt đầu luôn nhỉ? Thật sự là quá hay. Ok. Cái bãi sình này thì mình thấy nó hơi bị khó chơi. Phải nói là hơi khó chơi một tí xíu. Chết mỡ rồi. Chết tiệt rồi. Làm nào đây? Làm đây nào người anh em ơi. Chết rồi. Giờ làm thế nào rồi? Khó quá. Cái map này khó thế nhỉ? Rồi, mình sẽ bắt buộc là phải để một cái ở trên này thôi, chẳng biết cách nào khác cả. Ok, chết rồi, chết tiệt thật sự rồi anh em ơi, bọn nó khỏe quá, tôi không thể nào mà đỡ được luôn ạ. Nó khỏe quá rồi. Làm sao mà có thể chống lại được nó đây? Không chống nổi rồi. Nó quá đông rồi anh em ơi. Nó quá đông ấy. Rồi, mình sẽ cố gắng bảo vệ hai cái bên này nha. Đang cố hết sức để bảo vệ mấy cây bên này với hy vọng là sẽ có thể là trụ được. Trên này mất rồi, cây này mất rồi này. Đánh đấm sao nhỉ? Đánh đấm sao đây? Khó thế nhở? Khó nhằn luôn ạ. Sự kiện này sao khó thế ta? Không thể hiểu luôn. Tại sao một cái sự kiện nó khó như thế này lại để vào đây là sao ta? Mình không hiểu lắm. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ có hệ thống phòng ngự trước đã. Sao? Người đồng quá này, người đồng vãi cả đạn luôn ạ. Bình tĩnh nào anh em. Chúng ta sẽ cần phải đặt nó ở trên như thế này. Đấy. Tấn công nó ở trên này luôn này. Tấn công nó ở trên này luôn này để không cho nó vào luôn anh em ạ. Không cho cái cây, không cho bọn cái zombie vào, chúng ta mất bao nhiêu cây rồi. Rồi, chúng ta đã hạ gục xong được một số cái cây ở bên kia. Rồi ok, chúng ta sẽ kiếm thêm được cái cây này thêm mảnh để nâng cấp đúng không? Mình còn thiếu một ít mảnh nữa. Mình vẫn chưa đủ cái kia anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua cái phần chơi mới nha. Nhìn chung là có nhiều, có rất là nhiều thứ hay ho trong này, có thể chơi trong này nha. Epic Quest Available. Đây, cũng đã xong rồi. Event Quest Aloe, thêm 10 cái package của Aloe nữa. Chơi thôi anh em. Cái cây mà chữa bệnh anh em. Cây chữa bệnh giúp chúng ta chữa bệnh Corona. Hay. Mình thấy cái nhiệm vụ này rất hay nha. Cây chữa bệnh gió xương. Chúng ta sẽ có một cái ở phía trên trước. Và đây. Mình sẽ để ở đây trước như thế này. Gốc cây lửa chúng ta sẽ để ở phía sau. Aloe để trên như thế này. Rồi, nó gọi là hợp lý vãi đạn luôn anh em ạ. Còn gì hợp lý hơn nữa đúng không? Chữa bệnh nào người anh em ơi. Nếu có thể chữa được bệnh được thì mình sẽ để đây trước. Đấy, như thế này này. Mình nghĩ thế này là hợp lý nhất có thể đấy.
Rồi, nó không thể làm gì được đâu anh em ạ, chắc chắn luôn. Như thế này là chúng ta sẽ có thể là, ok, mình sẽ để ở phía dưới này một xíu này. Rồi, như thế này thì vào thế nào được đúng không? Không có cơ hội nào mà vào luôn đấy. Ở phía trên, đốt lửa và đốt lửa. Úi rồi, nó ăn mất mất một cái cây của mình rồi. Ăn mất một cái cây trên này của mình rồi anh em. Chúng ta tưởng là chữa bệnh cho nhau. Để đây đã, để sau. Nông trại có cây mới, cây méo rồi đấy. Thế sao nông trại có cây gì đấy? Thế sao lại thông báo cái quái gì vậy? Không thể hiểu luôn. Rồi, chúng ta sẽ để ở phía sau này đi. Thế này đi. Để nghĩ là không cần thiết được quá nhiều đâu anh em ạ. Tăng tốc độ lên nào. Thống cây khỏe vãi cả đạn luôn anh em ơi. Chơi thoải mái đây. Mở cây một cái aloe này thì chúng ta sẽ để nó có những cái họng họng ở đây thì sẽ để ở chỗ này để có thể múc máu luôn. Rồi rồi, như thế này thì quá là nhiều luôn anh em ạ. Ồ, đông đấy. Khá đông ấy chứ nhỉ. Để hơi xa, chỗ này chơi này hơi xa này. Nhưng chúng ta dù sao thì cũng đã thắng rồi. Không cần mất quá nhiều cái plant food nhỉ. Khá tốt. Aloe và cây đá Primer Walnut anh em ạ. Nó cũng khá là hay. Cái này có tận 10 ngày để chúng ta có thể chơi cơ. Nên thoải mái đi. 4 ngày Wipe out còn có 4. Còn có 4 giờ thôi. Không kịp rồi. 4 giờ đánh bằng này trận được 100 game. Ta sẽ có nhiệm vụ khác để làm nha anh em. Không phải mất thời gian vào nhiệm vụ này làm cái gì cả. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ bên này. Event. Không phải event mà là nhiệm vụ bên kia cơ. Quay trở lại nào. Quay trở ra nào anh em. Penny Pursuit. Đấy, sẵn sàng. Penny Pursuit với cửa số 4. Play game. Play game. Ok. Đánh bại một Jesty anh em ạ. Ôi. Chết tiền thật sự anh em ơi. Không thèm dùng cái gì luôn. Chúng ta được chọn cây à anh em? Thì dĩ nhiên đó sẽ là gốc cây lửa. Là ưu tiên hàng đầu. Ôi, nhiều cái mà không được chọn hết. Thật sự rất là nhiều cây không được chọn anh em ạ. Từ từ mình đang tính toán xem là nên chọn cái gì. Gốc cây lửa có cần thiết không? Gốc cây lửa là cũng hợp lý đấy. Gốc cây lửa mình có mà nhỉ. À đây, gốc cây lửa đây. Cây đậu lửa. Nó cho mình chọn hai cây nữa. Gốc cây lửa. Cây gì ở đây? Nhớ biết cây gì ở đây. Cây gì nữa nhỉ? Cây áo săn đâu nhỉ? Đây, cây áo săn đây có ngay. Chiến rồi anh em. Ok, nhìn trông khá là khó. Từ từ đã. Đấy, cho nó tỏa nhiệt cho cái này ra anh em ạ. Tội gì đúng không? Đấy, tỏa nhiệt ra nào. Tỏa nhiệt, giải nhiệt cuộc sống nào anh em. Lúc cây lửa thì mình cũng không cần phải quá là đáng sợ ở đây. Đây có một cái này. Nó bắn ra nữa thì sao ta? Thì nó càng khỏe chứ sao đúng không? Có Jesty anh em ạ. Ok. Rồi, cho nó dừng lại đã. Để đây làm gì? Để đây nó không có tác dụng gì nhiều ấy. Thật sự là không có tác dụng gì cả trong này cả. Tốt rồi, chỗ này cũng cần để thêm một cái cây lửa này anh em ơi. Đã phun cây lửa đấy nhá. Hiện tại đã phun cây lửa. Úi dồi ôi, Jesty ạ. Má ơi. Cho nó dừng lại đã. Sợ quá. Chúng ta sẽ cần hai cây lửa ở đây. Để bắn nó đã anh em ạ. Ưu tiên hàng đầu luôn. Dĩ nhiên là phải ưu tiên hàng đầu ở cái chỗ cửa giữa này. Nó đi lùi à? Méo hiểu luôn tại sao nó đi lùi luôn ạ.
Mấy cái cây lửa này nó đi, hiện tại nó đi lùi này. Ok 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 ok. Chúng ta sẽ để thêm hai cây lửa ở đây. Đấy, chỉ cần hai cây lửa thôi anh em ạ, không cần quá nhiều nha. Nào, vào đây nào, vào đây nào, vào đây nào. Chết đi. Rồi, ok. Mình nghĩ là trận này mình sẽ vẫn có thể chiến đấu được. Chúng ta vẫn có thêm săn từ các nơi khác nhau tới. Với hệ thống cây như thế này thì không thể nào mà không thể nào vào được đâu nhá. Chắc chắn luôn một điều là như vậy. Nó sắp ăn được rồi kìa. Đấy, chưa. Đúng rồi. Phía trên này có cây lửa đâu hết rồi. Có cây lửa của tôi đâu hết rồi. Đấy, đã xong. Nó rất là đông nha anh em. Mình cho lên lửa xanh đi đã. Như thế này là hợp lý rồi. Tiền nhiều vãi cả đạn rồi. Thoải mái đi. Vào đây nào. Cân hết. Vào đây cân hết các chú luôn. Đạn lửa này. Vào đây cân hết luôn. Không thể vào được chứ. Chắc chắn luôn rồi. Đạn lửa, đậu lửa mà còn bắn xuyên qua cả gốc cây lửa nữa thì nó bá đạo đến mức độ như nào. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.